cùng các bạn trải nghiệm giải pháp hành chính một cổng phần 1 đã tương tự trên màn hình cảm ứng nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu lấy số thứ tự tại màn hình cảm ứng được đặt tại các khu vực công cộng. Chọn dịch vụ. Để đa giao nhận. Đây là số thứ tự của mình. Trong khi đợi đến số thứ tự, mình sẽ nghỉ chân tại quầy chờ đợi. Sau nhiều lần chờ đợi thì mình cũng đã được gọi đến quầy số 7. Việc của mình là đợi cô Văn Thư nhận hồ sơ và hoàn tất các thủ tục sau cùng.